Hi, xin chào mọi người. Điện máy Thành Đạt Channel hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu bình nóng lạnh là của hãng Motosi đến từ thương hiệu Nhật Bản. Thì mẫu này là mẫu 450B MD450. Dung tích bình nước nóng là 3.2 lít, dung tích bình lạnh là 2 lít, công suất làm lạnh là 90W và công suất làm nóng là 550. Đây, sử dụng block đây các bạn nhé. Hiệu suất thì 6 lít làm nóng thì 6 lít trên giờ và làm lạnh 2 lít trên giờ. Xuất xứ Trung Quốc. Đây là một siêu phẩm đến từ tập đoàn Motosi. Đây có nút khóa trẻ em bên đường nước nóng này các bạn này, đây bên lạnh này. Sử dụng công nghệ là hút sâu và làm lạnh sâu. Đây mình sẽ mở bên trong xem các bạn xem nó có gì nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Với công nghệ này thì các bạn không phải vướng víu từ bình từ trên cao cắm xuống, mà chỉ việc bê một cái bình nước để vào bên trong đây và cắm cái đường ống hút tự động này vào trong với bơm tự động hút lên và tự động làm lạnh. Ngoài ra mẫu này 45 MD450 được trang bị thêm ba con cảm biến, là một cảm biến đóng cửa tủ, một cảm biến là trong bình không có nước là máy sẽ không chạy, và một con cảm biến là hút 12 phút. Thì đây là các bạn xem siêu phẩm từ Motosi. Sử dụng block đây, các bạn nhìn thấy block này. Dàn lạnh rất là trơn tru. Công nghệ làm lạnh tiết kiệm điện nhất hiện nay và hiện đại nhất hiện nay. Đây các bạn. Và ngoài ra thiết kế các bạn nha, nhựa sử dụng công nghệ nhựa, chất liệu nhựa là ABS. Nên các bạn phơi nắng phơi mưa vô tư. Chấp luôn tất cả các hãng lưu hành trên thị trường luôn. Không có hãng nào mà chịu được mưa nắng như Motosi. Đây, thiết kế kiểu dáng vuông vắn. Đằng trước mặt thì uốn lượn. Để phòng khách nhà các bạn thì rất là sang trọng. Bạn nào muốn mua tìm hiểu sản phẩm này thì cứ liên hệ mình ở phần comment phía dưới. Bạn nào yêu thích kênh thì cho mình xin một like và đăng ký kênh. Các bạn lưu ý nha, mình vận chuyển toàn quốc các bạn nha. Đấy các bạn, có thể nhìn thấy. Ngoài ra các bạn đây có hai công tắc nguồn tắt bật đây. Tắt bật hai công tắc, không đây công tắc nguồn này. Nên các bạn không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì mà không muốn sử dụng nước lạnh về mùa đông, mà không phải lo lắng là ví dụ như không muốn dùng nước nóng. Thì các bạn thì tắt một chế độ đi là xong. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.